tình trạng hack tài khoản Facebook, Zalo cá nhân, sau đó nhắn tin cho bạn bè trong danh sách để nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới và đã được cảnh báo rất nhiều. Nhưng đến nay thì nhiều người dùng mạng xã hội vẫn mắc bẫy dẫn đến mất tiền oan. Câu hỏi ở đây được đặt ra là tại sao đã được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn có người bị lừa? Phải chăng là các thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn? Hãy cùng nhóm phóng viên Hà Nội 18 giờ tìm hiểu ngay sau đây. 13.500.000 đồng là số tiền mà anh Nguyễn Đăng Khuê và người thân bị lừa bởi chính tài khoản của em gái ruột chỉ trong một buổi chiều. Mặc dù đã được nghe và cảnh báo về hình thức lừa đảo của các đối tượng này trước đây, tuy nhiên với việc đối tượng bắt chước văn phong, cách viết tắt, xưng hô giống y hệt em gái mình, thậm chí còn gọi cả video, khiến anh không mảy may nghi ngờ. Cả ba người bị lừa thì đều là người thân của cái số tài khoản bị hack. Cái thứ hai là đều có cái trước đó đã có những cái giao dịch chuyển khoản đối với cái tài khoản mà bị lợi dụng để lừa đảo. Cách nói chuyện thì hoàn toàn khớp với cái người bị hack ấy. Là người từng bị lừa bởi thủ đoạn gửi tin nhắn nhờ mua thẻ điện thoại từ tài khoản của một người quen bị hack, anh Hoàng cũng như nhiều nạn nhân khác đã tự nhủ với bản thân, lần sau phải nhìn thấy mặt mới chuyển tiền. Và ngay cả yêu cầu này, tội phạm trên không gian mạng cũng thực hiện được. Rõ ràng là mình vẫn nhìn thấy hình ảnh của em mình đang nói chuyện, mình giống như kiểu mình đang FaceTime trực tiếp này, nhưng mà lại hoàn toàn không có tiếng. Mình nghĩ bụng là khả năng đây là do mình ở quán ăn nên đang ồn. Thế mình tin tưởng thì mình cũng bảo nhắn tin số tài khoản để anh chuyển cho. Với chiêu thức không mới, các đối tượng hack nick trên Zalo, Facebook, sau đó giả mạo người thân, bạn bè, nhắn tin nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Và để thêm phần thuyết phục, đối tượng tìm kiếm hình ảnh có sẵn trên mạng xã hội của nạn nhân qua các livestream, clip đã chia sẻ. Chúng cắt ghép thành một đoạn video ngắn có mặt của nạn nhân, sau đó chủ động gọi điện thoại lại để nạn nhân tưởng là đang thực hiện một cuộc gọi hình ảnh thực sự. Và mạng kém, đang đi đường, bận trông con hay đang đắp mặt là các lý do để tạo sự tin tưởng cho các đoạn video chat ngắn từ 5 đến 7 giây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, rất nhiều người đã ngay lập tức tin tưởng và chuyển tiền cho các đối tượng. Nhận thấy đây là chiêu thức mới và quá tinh vi, anh Khánh sau khi phát hiện bị lừa đã đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo người thân, bạn bè. Thật bất ngờ, chỉ sau một buổi sáng, đã có gần 20 nạn nhân phản hồi cũng bị lừa bởi thủ đoạn tương tự với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm triệu đồng. Các bạn ơi, bây giờ sau cái video này mình sẽ làm đơn để mình gửi lên công an và mình sẽ mong là tìm ra được thủ phạm. Tất cả cảm giác đều giống nhau hết thôi, ai mất tiền tức vì cái số tiền nó cũng phải là nhỏ. Số tiền cũng là 7 triệu đối với người ta thì cũng là cả một tháng lương người ta rồi. Rất là tức. Vâng, phải nhìn thấy mặt mới chuyển khoản tiền tưởng như là an tâm, nhưng đó chỉ là trước đây thôi. Còn sau khi xem clip vừa rồi thì chắc hẳn là quý vị sẽ phải cảnh giác và thận trọng hơn rất nhiều trong việc giao dịch chuyển khoản qua mạng xã hội. Vì tội phạm thì ngày càng tinh vi và thay đổi cách thức từng ngày. Dưới đây là góc nhìn của chuyên gia an ninh mạng về vấn đề này. Những cái tình tiết như là chủ động gọi điện lại này, hoặc là chủ động tạo ra những cái âm thanh để đánh lạc hướng này, gây khó khăn để cho công tác nhận diện này, giọng nói hoặc là hình ảnh ấy, thì đây cũng là cái thủ đoạn rất là mới trong những năm gần đây thôi. Người dân ấy cần thận trọng trong cái việc mà kết bạn qua các cái tài khoản mạng xã hội, nâng cao cái tính bảo mật đối với các cái tài khoản mạng xã hội của mình. Và cái thứ ba là cần lưu ý khi đăng nhập vào tất cả các cái đường link lạ mà trước khi mình đăng nhập vào tài khoản mình cần phải lưu ý. Và cái thứ tư mà trước khi mình chuyển tiền thì mình cần phải thận trọng kiểm tra lại, xác thực lại xem là cái đối tượng mình chuyển tiền là ai. Trong trường hợp phát hiện giao dịch chuyển khoản do bị lừa đảo, nạn nhân cần phải làm gì? Ngay lập tức đến các cơ quan công an gần nhất trình báo, tố giác để lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp cùng ngân hàng có phương pháp chặn dòng tiền vừa bị chiếm đoạt. Trường hợp có người thân, bạn bè sử dụng mạng Zalo, Facebook đề nghị vay chuyển tiền thì phải xác minh bằng cách gọi điện thoại hoặc trực tiếp gặp mặt trước khi chuyển khoản. Gọi ngay số điện thoại trực ban hình sự của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, số điện thoại 069 2348 560 để được hướng dẫn kịp thời.